con trai bà Phương Hằng đề nghị không giám định tâm thần mẹ mình. Ông Tuấn cho rằng việc giám định tâm thần ảnh hưởng nhiều vấn đề liên quan đến quan hệ pháp luật, hôn nhân gia đình, quyền sở hữu tài sản, quản lý phần vốn góp của bà Hằng. Ngày 21 tháng 2, Công an thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận đơn của ông Nguyễn Quang Tuấn, 33 tuổi, con bà Nguyễn Phương Hằng về việc đề nghị cơ quan điều tra không giám định tâm thần đối với bà này. Ông Tuấn cho rằng từ khi bà Hằng bị bắt tạm giam vào tháng 3 năm 2022 đến nay, ông nghe thông tin từ ông Huỳnh Uy Dũng và luật sư bào chữa cho bà Hằng nhiều lần gửi đơn yêu cầu cơ quan điều tra, viện kiểm sát trưng cầu giám định tâm thần đối với mẹ mình. Tuy nhiên, ông Tuấn khẳng định biết rõ tình trạng của bà Hằng không phải loại bệnh lý làm ảnh hưởng đến khả năng nhận thức và làm chủ hành vi. Ngoài ra, ông Tuấn cho rằng việc giám định tâm thần ảnh hưởng nhiều vấn đề khác liên quan đến quan hệ pháp luật, hôn nhân gia đình, quyền sở hữu tài sản, quản lý phần vốn góp tại các doanh nghiệp quy định trong pháp luật kinh doanh. Do đó, ông Tuấn gửi đơn đề nghị Công an thành phố Hồ Chí Minh và Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh không giám định tâm thần đối với mẹ mình. Trước đó, tháng 3 năm 2022, cơ quan điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng. Quá trình điều tra, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố, bắt tạm giam Huỳnh Công Tân, Lê Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Mai Nhi. Hôm 30 tháng 1, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp đề nghị truy tố bà Nguyễn Phương Hằng, Nguyễn Thị Mai Nhi 40 tuổi, trợ lý của bà Hằng, Lê Thị Thu Hà 31 tuổi, nhân viên công ty cổ phần Đại Nam, Huỳnh Công Tân 29 tuổi, trưởng phòng truyền thông công ty cổ phần Đại Nam về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo khoản 2 điều 331 Bộ luật hình sự 2015. Tuy nhiên, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh sau đó đã trả hồ sơ, yêu cầu nêu rõ kết luận về việc giám định nội dung phát ngôn của ông Đặng Anh Quân có một số nội dung đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm cá nhân. Theo kết luận điều tra của Công an thành phố Hồ Chí Minh, bị can Nguyễn Phương Hằng là chủ mưu, còn ông Tân, bà Nhi, bà Hà có vai trò giúp sức bà Hằng thực hiện hành vi phạm tội. Ngoài ra, Công an thành phố Hồ Chí Minh cũng làm rõ vai trò của những khách mời trong các buổi livestream của bà Hằng, gồm tiến sĩ luật Đặng Anh Quân và luật sư Nguyễn Đình Kim. Theo kết quả giám định các nội dung phát ngôn của ông Quân và ông Kim, cơ quan điều tra xác định chưa đủ cơ sở khẳng định có những hành vi vi phạm các quy định pháp luật. Theo kết luận, khoảng tháng 3 năm 2021, thông qua các tài khoản mạng xã hội YouTube và TikTok, bà Nguyễn Phương Hằng đã tổ chức nhiều buổi livestream để nói về nhiều chủ đề, nội dung khác nhau được nhiều người theo dõi, chia sẻ, bình luận. Tại các buổi livestream, bà Phương Hằng đã phát ngôn những nội dung về chuyện bí mật đời tư cá nhân và nội dung gây ảnh hưởng uy tín, danh dự của một số người như nghệ sĩ Hoài Linh, ca sĩ Vy Oanh và bà Hà Ni. Quá trình điều tra, bà Nguyễn Phương Hằng khai nhận các thông tin mà bà đã phát ngôn về các cá nhân trên là do bà đọc trên mạng Internet và nằm mơ, chứ chưa được kiểm chứng và không có căn cứ. Đối với những cá nhân có liên quan, tham gia giúp sức cho hoạt động của Nguyễn Phương Hằng, cơ quan điều tra đã trưng cầu giám định các nội dung liên quan, nhưng chưa có kết quả. Khi có kết quả sẽ tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.